MV 16 cộng của Chibu gây sốc hoàn toàn, khoe thân, nhiều cảnh nóng tới mức chưa ca sĩ nào dám làm. MV mời anh vào team của Chibu với hàng loạt cảnh nóng khiêu khích đang bị cho là phản cảm, hơn cả như lời đồn, như cái lò. Tối 27 tháng 11, Chibu bất ngờ tung ra MV mời anh vào team phiên bản 16 cộng. MV này lập tức gây sốc với công chúng và thu hút đông đảo lượt xem. Chỉ sau vài tiếng phát hành, nó đã nhận được hàng trăm ngàn lượt xem trên YouTube. Tuy nhiên, MV này cũng đang gây nhiều ý kiến trái chiều về nội dung của nó. MV quá khiêu khích và đầy rẫy cảnh nóng. Nội dung MV mời anh vào team khá đơn giản. Nó kể về một tên trộm đẹp trai trong một lần đi cướp đã bị thương nặng. Hắn lết được tới nhà của chị em Chibu thì ngất và được Chibu cứu chữa chăm sóc tận tình. Trong thời gian chăm sóc, Chibu đã nảy sinh tình cảm với tên trộm và muốn quyến rũ hắn bằng mọi cách. Tuy nhiên, tên trộm này chỉ để tâm tới khối tài sản của Chibu và tìm cách đánh cắp nó. Trong lúc trộm đồ, tên trộm đã bị Chibu bắt gặp và định sát hại cô nàng. Tuy nhiên, Chibu đã nhanh trí mơn trớn hắn để trừng phạt. Dù MV mời anh vào team được gắn mác 16 cộng, nhưng khán giả vẫn khá bất ngờ khi chứng kiến sự lột xác táo bạo của Chibu. Không ai có thể tin được một cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt dễ thương như Chibu lại dám ăn mặc và thực hiện những hành động táo bạo đến như vậy. Cụ thể, trong MV này, Chibu hóa thân vào vai thôn nữ theo phong cách châu Âu thời Trung Cổ. Ban đầu, cô mặc đồ khá kín đáo diêm dúa. Tuy nhiên sau đó, cô lại lột bỏ hoàn toàn trang phục bên ngoài để lộ ra những bộ đồ lót đầy gợi cảm. Tiếp đó, Chibu còn có nhiều hành động táo bạo, như đưa ngực mình chạm vào mặt diễn viên nam, khoe tức chân ren, tự vuốt ve cơ thể mình, nhảy những điệu bốc lửa theo phong cách Beyoncé múa cột. Đỉnh điểm nhất là việc Chibu tự lột áo và khỏa thân toàn bộ phần trên, cô thậm chí còn cố tình khoe tới nửa phần ngực. Những hình ảnh của Chibu được coi là hiếm thấy trong MV của các ca sĩ V-pop trước đây. Nói cách khác, chưa từng có nữ ca sĩ V-pop nào dám lộ hàng và thực hiện hàng loạt hành động khiêu khích, có phần hơi tục và lộ liễu như Chibu. Nhưng cũng nhiều ý kiến cho rằng những chi tiết trên thực sự phản cảm và gây ảnh hưởng không tốt tới giới trẻ. Dù MV được gắn mác 16 cộng nhưng lại phát hành công khai để bất cứ ai cũng xem được. Trong khi đó, lượng khán giả dưới 16 tuổi đang theo dõi Chibu lại rất đông đảo. Sự phản cảm đến từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Thời gian gần đây, các ca sĩ V-pop đầu tư khá nhiều nội dung, ý tưởng để làm MV với ekip khá hùng hậu. Bởi vậy, đằng sau MV luôn là những ẩn ý chìm không dễ bóc tách. Trường hợp của Chibu cũng vậy. Nhiều khán giả sau khi xem xong MV đã đặt dấu hỏi về một số chi tiết được thực hiện trong đó và những hệ quả của nó. Cụ thể, MV này lấy bối cảnh ở một nông trại nuôi thú vật theo kiểu Tây Phương. Khi tên trộm bước đến nông trại, hắn đang ở trong trạng thái mê man, mắt mờ đi nên rất có thể đang bị ảo giác. Trong thời gian bất tỉnh và chữa thương, hắn tưởng mình được vây quanh bởi gái đẹp nên dần bị mê hoặc và quyết định ở lại nông trại, thưởng thức những bữa tiệc ăn chơi nhảy múa đầy thác loạn trong chuồng lợn. Tại đây, Chibu đã thực hiện những điệu múa cột rất khiêu gợi và để lộ cả quần lót. Câu chuyện diễn ra trong MV khá đơn giản, nhưng Chibu lại cố tình lồng ghép vào nhiều chi tiết khiêu khích. Dù xuất hiện khá nhanh, nhưng các chi tiết này đã bị cho là phản cảm. Chúng khiến người xem dễ liên tưởng đến những cảnh gợi dục. Trong thời gian qua, thị trường nhạc Việt xuất hiện hàng loạt ca khúc gây sốc. Với phần ca từ bị cho là phản cảm gây tác động xấu tới người xem, giới trẻ như lời đồn, như cái lò, anh đích cần gì ngoài em. Tuy nhiên, nếu so với MV mới này của Chibu, các ca khúc đó vẫn hiền lành chán. Chibu đã thực sự tạo ra cú sốc lớn với người xem, không ai nghĩ rằng một ca sĩ trẻ như cô lại dám làm điều táo bạo đến như vậy. Lê Phương bận đi diễn, ít ai ngờ con trai cô ở nhà được ba dượng chăm sóc thế này. Phía sau bà mẹ một con chính là Học Phương vững chắc, giúp cô phát triển sự nghiệp. Lê Phương hiện đang là diễn viên được yêu thích, nằm trong top số 1 của làng giải trí Việt. Khi cô thể hiện sự diễn xuất rất nhập tâm vai Hương trong bộ phim Đình Đám Gạo Nếp Gạo Tẻ. Hiện tại bộ phim đang đi đến những tập cuối cùng và thời gian qua Lê Phương vẫn phải đi quay hình liên tục. Ngoài đời, Lê Phương cũng có cuộc hôn nhân khá lận đận với chồng cũ là Quách Ngọc Ngoan. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cô hạnh phúc viên mãn khi kết hôn với người chồng trẻ Trung Kiên. Đặc biệt, chồng mới của cô Hương còn rất chu đáo với vợ, quan tâm săn sóc và lo cho bé Cà Pháo, con riêng của vợ, một cách hết sức tận tâm. Bé Cà Pháo càng lớn càng có nhiều đặc điểm giống Quách Ngọc Ngoan, bảnh trai bụ bẫm và đôi mắt một mí. Cà Pháo hiện tại đang theo học lớp 1 nhưng sở hữu thân hình lớn trước tuổi và thậm chí những suy nghĩ của cậu bé cũng rất trưởng thành. Trên trang cá nhân, cô Hương dường như cập nhật trạng thái hình ảnh về gia đình mới của mình. 24/24. Trong những bức hình, cử chỉ quan tâm của Trung Kiên dành cho Cà Pháo và ngược lại khiến cho ai cũng xúc động.
hẳn bé Cào Pháo cũng vô cùng thoải mái và hạnh phúc khi ở bên cạnh cha mới. Trung Kiên rất thân thiết với bố mẹ vợ và con riêng của vợ, đi đâu anh cũng là người dõi theo bé Cà Pháo. Trung Kiên nhận nhiệm vụ đưa bé Cà Pháo đi học mỗi ngày, anh cũng là người có nhiều tài lẻ, thường xuyên làm các trò chơi dân gian cho con trai chơi. Chiếc lồng đèn được Trung Kiên làm từ tre và vải là tấm lòng anh dành cho bé Cà Pháo. Cậu bé chăm chút quan sát cách làm của cha. Cả gia đình thường cùng nhau đi câu cá. Bé Cà Pháo cũng rất yêu quý cha Dượng, từng gọi Trung Kiên bằng tiếng ba thân thương. Cà Pháo tự nhiên và thoải mái khi thể hiện tình cảm với ba Trung Kiên. Đến lúc đi ăn cũng phải ngồi cạnh nhau. Họ luôn dựa vào nhau như những cặp cha con thật sự. Trung Kiên ngoài những lúc nghiêm khắc để dạy Cà Pháo thì những lúc khác luôn dịu dàng và nhẹ nhàng. Sự thoải mái tự nhiên từ hai người giúp thu hẹp khoảng cách cha Dượng và con riêng. Điều đó khiến cho Lê Phương yên tâm mỗi khi xa nhà đi diễn đã có Trung Kiên chăm sóc con trai. Mặc dù bé Cà Pháo đã lớn nhưng Trung Kiên thường xuyên yêu chiều bé bằng cách bế bồng hay bổng. Có thể nói Trung Kiên bước vào cuộc sống của hai mẹ con Lê Phương và đã làm thay đổi rất nhiều, giúp bà mẹ đơn thân yêu đời hơn và đứa trẻ đang tuổi lớn được dạy dỗ một cách bài bản. Chắc chắn trong tương lai, Trung Kiên sẽ vẫn là một ông bố tốt với con của mình và với con riêng của vợ. Chạm trán Bảo Anh tại sự kiện, Phạm Quỳnh Anh về nhà treo status thái độ lạ. Song Anh xuất hiện gợi cảm cuốn hút 19-10 tại cùng event. Từng là chị em thân thiết nhưng Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh lại đang vướng nghi án trục trặc căng thẳng. Bảo Anh thậm chí còn bị đồn là người thứ ba khiến hôn nhân của Phạm Quỳnh Anh Quang Huy đổ vỡ. Dẫu đều có những động thái riêng nhưng cả hai người đẹp chưa từng lên tiếng chính thức về scandal. Vừa qua Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh cùng tham dự show thời trang của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Trong khi gái hai con phô trương khuôn ngực đầy đặn gợi cảm thì chủ nhân bạn hit như lời đồn chẳng kém phần gợi cảm. Đây là sự kiện đụng độ đầu tiên của bộ đôi mỹ nhân giữa Tâm Bảo Thị Phi. Trở về nhà, Phạm Quỳnh Anh đăng ảnh bên hội chị em, gồm sự xuất hiện của ca sĩ Hương Tràm, Lệ Quyên, kèm đôi lời thể hiện sự phấn chấn vui vẻ, dường như màn chạm trán Bảo Anh đã không hề ảnh hưởng tới tâm trạng của Phạm Quỳnh Anh. Phạm Quỳnh Anh ngồi cạnh Khả Ngân, khoe khuôn ngực cực quyến rũ. Bảo Anh cũng cuốn hút không kém với đầm xòe. Trở về từ sự kiện, Phạm Quỳnh Anh đang status vui tươi như bình thường. Có lẽ chuyện gặp Bảo Anh trong sự kiện không khiến cô vướng bận suy nghĩ điều gì. Nữ ca sĩ khoe khuôn ngực tập 2 giữa hội chị em. Sau khi ly hôn, Phạm Quỳnh Anh ngày càng ăn mặc xanh điệu hơn. Cận cảnh không gian sống tiền tỷ của John Huy Trần và bạn đời đồng giới sau đám cưới. Không chỉ mua một căn hộ cao cấp với giá tiền tỷ, mà cả hai còn bỏ ra một số tiền lớn để làm lại hết tất cả nội thất cho nơi ở mới này. John Huy Trần là một trong những nghệ sĩ công khai là người đồng tính trên báo chí. Đầu năm 2017, anh đã giới thiệu bạn trai đến công chúng thông qua đoạn clip cầu hôn siêu lãng mạn. Biên đạo Việt Kiều cho biết, khi công khai điều này, anh hiểu là mình sẽ phải đối mặt với sự phản ứng của dư luận bên cạnh những người ủng hộ. Tuy nhiên, anh không muốn phải giấu mãi chuyện này và anh thấy mình không có làm gì có lỗi khi được sống thật với chính mình. Sau một thời gian hẹn hò hạnh phúc với Nhiệm Huỳnh, cả hai đã quyết định đi đến tương lai với nhau và đăng ký kết hôn tại Canada. Cái kết này chính là một động lực cho nhiều cặp đôi LGBT trên khắp mọi miền. Vừa qua, báo đã có dịp ghé thăm căn hộ mới nhất của họ. Đây là nơi mà chứa bao điều ngọt ngào trong cuộc sống hôn nhân hàng ngày của cặp đôi đồng tính. Khi xong đám cưới, họ cùng sống ở một căn hộ penthouse hoành tráng. Nhưng theo tiết lộ của John Huy Trần, thì anh cảm giác ngôi nhà ấy không mang lại hạnh phúc cho cả hai. Chính điều này đã khiến họ quyết định tìm một không gian mới. Căn hộ thứ hai mà họ mua tọa lạc ở một trung tâm quận 2 thành phố Hồ Chí Minh và có diện tích khoảng 180m². Không chỉ bỏ tiền tỷ ra để mua nhà, mà cặp đôi còn dành một số tiền lớn và cả tâm huyết để làm lại hết từng ngóc ngách nơi đây trở nên bắt mắt hơn. Căn phòng khách nổi bật bởi bộ ghế sofa với nhiều màu sắc rực rỡ, bởi lẽ chủ nhân của căn hộ này luôn thích những gì khác lạ và ấn tượng. Rất nhiều các vật kỷ niệm theo sở thích của John Huy Trần và Nhiệm Huỳnh cũng được đặt tại đây. Ngoài ra, cặp đôi còn dành một góc riêng để trưng bày các đồ vật do các fan tặng. Không gian phòng ngủ của họ khá rộng và cả hai chọn những mẫu nội thất khá đơn giản nhẹ nhàng. Đây là góc riêng chứa đựng từng khung hình qua từng năm mà họ kịp ghi lại. Bên cạnh phòng ngủ chính là không gian chứa quần áo phụ kiện, nam biên đạo khá mê hàng hiệu. Nhưng từ ngày có Nhiệm Huỳnh thì anh đã tiết kiệm hơn để cả hai còn có những mục tiêu khác trong cuộc sống hôn nhân. Phòng bếp khá rộng và có đầy đủ các loại máy móc. Được biết John Huy Trần cũng khá thích nấu ăn
và gần như anh đảm nhận hết việc nấu nướng, rửa bát, làm bánh. Anh khéo léo làm những món bánh ngon để cùng Nhiệm Huỳnh thưởng thức. Khi về đêm, Trần Huy Trần và người bạn đời của mình lại có những phút giây thư giãn, ngắm nhìn thành phố lên đèn tại ban công của căn hộ. Đây cũng chính là điều bình yên mà bao cặp đồng giới mong muốn có được. Chồng chê một bộ phận còn chuẩn men, Lâm Khánh Chi quạt lại tuyên bố quá thốn. Vợ chồng người đẹp khắc khẩu ngay khi được phỏng vấn. Tham dự sự kiện, vợ chồng Lâm Khánh Chi được săn đón nhiệt tình. Khi được hỏi về ý định giao kéo trong tương lai, người đẹp chuyển giới thoải mái giải bày. Hiện tại cơ thể Lâm Khánh Chi đã hoàn hảo rồi. Chính vì vậy, Khánh Chi rất tự tin khi xuất hiện trước công chúng. Tương lai mình không thể nào biết trước được. Nếu 5-10 năm nữa cảm thấy gương mặt có chỗ nào cần chỉnh sửa thì mình sẽ làm. Khánh Chi nghĩ rằng kiếm một người đẹp tự nhiên rất khó, muốn đẹp hoàn hảo mình phải chỉnh sửa. Ông xã Khánh Chi cũng thật thà chia sẻ về điểm chưa hài lòng trên cơ thể vợ. Theo đó, anh bày tỏ mong muốn vợ mình có một giọng nói nữ tính hơn. Theo quan điểm cá nhân của mình, nếu thanh quản có thể thay đổi được thì mình sẽ đi làm lại cái thanh quản thôi. Còn cơ thể chị gần như hoàn hảo rồi. Đến nay, hai vợ chồng bắt đầu bất đồng quan điểm. Lâm Khánh Chi ngúng ngoảy lắc đầu lia lịa và thể hiện sự nhất quyết. Không, chị không gặp khó khăn. Giọng Khánh Chi vậy nó rất là tự nhiên. Và mình là ca sĩ, mình cần cái giọng mình đi hát. Nên khi mình thẩm mỹ cái giọng nó rất là nguy hiểm, mình có thể không hát được. Chính vì vậy Khánh Chi không bao giờ phẫu thuật cái giọng của mình. Rất nhiều người thích giọng của Khánh Chi. Giọng thật Khánh Chi bây giờ nhiều khán giả đang rất ưa thích. Lâm Khánh Chi cho hay cô đang rất hài lòng với cơ thể hiện tại. Ông xã bày tỏ ước muốn vợ phẫu thuật thanh quản để giọng nói hấp dẫn hơn. Người đẹp bắt đầu tỏ ra không hài lòng, nhất quyết phản đối ý kiến của chồng, chẳng quan tâm mặt anh đang không cảm xúc. Lâm Khánh Chi ngày càng sexy, người đẹp phô trương vòng một căng tràn tại sự kiện mới nhất. Ông xã tháp tùng cô tới nhiều event.